Khi mà chưa đặc biệt hiện nay chúng tôi cũng ngay cái đợt lũ lụt tỉnh thì đã chi cho cái hoạt động của Quảng Bình thì vẫn làm rất là nhiều, bên cạnh đó thì nó ảnh hưởng rất là lớn đấy. Còn lại hiện nay ở Phong Nha Kẻ Bàng thì còn bình thường, thì trải rộng cái diện toàn diện của tỉnh Quảng Bình từ 8 huyện thị xã thành phố. Thì từ đây thì còn tiếp cận nhất là cả xa rất thủy, chủ yếu là cả nhà cấp 4 và nhà tạm. Khi có bão mạnh, dù được hai loại sóng gió và sóng lưng, sóng gió thường có rất nhiều phần bị ảnh hưởng trực tiếp của bão. Sóng thân bờ biển dài trên 116 km, thị xã Ba Đồn và thành phố Đồng thực hiện các biển Minh Hóa, Thiết Hóa và cả xã phía tây huyện Quảng Trạch, Cao Quảng, Văn Hóa, Thuận Hóa, Minh Hóa và Thường Hóa, Tân Hóa.